Chúng ta học tiếp một cái bài học ngắn về mô hình người sử dụng trong phần mềm IQB. IQB là phần mềm dùng để quản trị ngân hàng câu hỏi. Thì cái người sử dụng là người như thế nào trong cái mô hình ngân hàng đó? Thì theo mô hình của phần mềm là như sau: mỗi một ngân hàng câu hỏi sẽ ứng với một cái hệ thống người sử dụng riêng của ngân hàng câu hỏi đó. Thì toàn bộ hệ thống người sử dụng sẽ được phân ra rất đơn giản, phân ra làm hai mức hay là hai loại. Mức một là cái mức chúng ta gọi là mức quản trị, và hai là mức người sử dụng. Thì cái mức quản trị chúng ta gọi là mức 0 là cái mức mà thông thường trong nhà trường là cái mức dành cho ban giám hiệu, dành cho những người quản trị hệ thống của phần mềm của cơ sở dữ liệu. Còn mức 1 là mức người dùng, thông thường đó là mức giáo viên. Thì cái người dùng là cái người gì? Là cái người được phép là mở cơ sở dữ liệu ra và nhập câu hỏi, nhập toàn bộ thông tin câu hỏi và khai thác câu hỏi. Còn người quản trị có đầy đủ tất cả các cái tính năng của người sử dụng bình thường, nhưng mà có thêm các tính năng liên quan đến quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, liên quan đến quản trị người dùng. Đặc biệt là cái người quản trị có cái tính năng, có cái chức năng là cho phép chỉnh sửa những thông tin hệ thống lõi của ngân hàng câu hỏi. Thì cái mức quản trị hệ thống đó là được quyền thêm bớt sửa đổi các cái user bất kỳ trong hệ thống, kể cả những người quản trị khác, trừ ra một cái người quản trị có tên là admin, tôi sẽ nói sau. Người sử dụng bình thường hay là giáo viên ấy, được quyền nhập dữ liệu, được quyền khai thác toàn bộ ngân hàng câu hỏi và chỉ trừ ra một vài tính năng quản trị hệ thống. Thì khi chúng ta khởi tạo mới một ngân hàng câu hỏi đầu tiên thì trong máy đã tự động khởi tạo ra một cái user có tên là admin, và cái người user này chính là cái người quản trị ban đầu của hệ thống. Thì khi mới khởi tạo ra, cái người có tên admin này sẽ là có mật khẩu rỗng mật khẩu rỗng, và đây là người quản trị hệ thống gốc, và người quản trị này, admin này sẽ không bao giờ được xóa đi và chỉ được phép thay đổi mật khẩu. Do đó cho nên cái người mà khi lần đầu tiên khởi tạo ra cái ngân hàng câu hỏi, cái người lần đầu tiên mà truy nhập vào cái tài khoản admin này chính là người quản trị hệ thống gốc của ngân hàng câu hỏi. Chúng ta hãy thử xem một cái giao diện. Đây là ngân hàng, phần mềm ngân hàng câu hỏi. Khi chúng ta mở ngân hàng câu hỏi ra bất kỳ, thì phần mềm sẽ vào một cái màn hình là dùng để truy nhập hay là login vào cái ngân hàng câu hỏi đó. Thì chúng ta sẽ được chọn một trong hai loại là mức quản trị và mức người dùng. Mặc định phần mềm sẽ lựa chọn cái là mức quản trị và tên người truy nhập là admin. Khi lần đầu tiên chúng ta truy nhập vào ngân hàng câu hỏi thì cái admin này là mật khẩu là rỗng, chúng ta chỉ việc bấm đăng nhập là vào được. Khi vào rồi, chúng ta có thể tiến hành các thao tác và thay đổi mật khẩu cho admin, hoặc chúng ta khởi tạo ra nhiều user khác. User khác đó có thể là admin, có thể là quản trị hoặc có thể là người sử dụng. Thì đó là một cái, như vậy cái mô hình quản trị hệ thống, quản trị người sử dụng trong ngân hàng câu hỏi IQB là rất đơn giản. Nhắc lại là chỉ có hai mức.